con trẻ lái máy bay bà già. Đây là cụm từ dùng để mô tả về mối quan hệ giữa một chàng trai trẻ và một người phụ nữ lớn hơn tuổi của họ, giống như mối tình chị em, cô cháu. Và những cặp đôi này thường vấp phải rất nhiều sự đả kích, phán xét, phản đối của xã hội, chắc là vì tiền hoặc vì một cái gì đó, chứ yêu đương gì. Điều này thì hãy cứ để những người trong cuộc họ quyết định. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau chia sẻ về chủ đề 8 điều hấp dẫn đàn ông khi quan hệ với người phụ nữ lớn tuổi, để xem một người phụ nữ lớn tuổi ở trong chốn phòng the có gì mà có thể hấp dẫn một chàng trai trẻ đến vậy nhé. Lý do đầu tiên, đàn ông thích quan hệ với phụ nữ lớn tuổi vì cô ấy chủ động khơi gợi cuộc yêu. Đối với đàn ông, cảm giác được phụ nữ khơi gợi chuyện ấy đôi khi rất mới mẻ. Nhiều người phụ nữ nghĩ rằng đàn ông nên chủ động, nhưng một số đàn ông thì lại thích được dụ dỗ lên giường. Và một chàng trai trẻ tuổi sung sức lại rất có sức hút với một người phụ nữ lớn tuổi. Người phụ nữ này có thể là đã ly hôn chồng lâu năm, quá chồng hoặc chưa từng kết hôn, rất lâu rồi chưa được làm chuyện ấy và họ rất khao khát được yêu. Vì vậy, họ sẽ chủ động khơi gợi nhiều hơn. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho nhiều chàng trai trẻ tuổi khó thoát khỏi những chuyện tình chị em ngay cả khi vấp phải những định kiến của xã hội. Lý do thứ hai, phụ nữ lớn tuổi biết cách chuẩn bị cho cuộc yêu. Ngay cả lần đầu tiên quan hệ với phụ nữ lớn tuổi, cô ấy cũng sẽ biết cách chuẩn bị cho cuộc yêu thật chu đáo cả về cơ thể bên trong lẫn bên ngoài, không gian xung quanh, ví dụ như trang trí cho phòng ngủ, giúp cả hai thăng hoa với không gian lãng mạn. Mọi người cứ hình dung sự chênh lệch về tuổi tác ở một góc độ nào đó vẫn sẽ khiến cho người phụ nữ lớn tuổi bị mặc cảm, tự ti, cho nên sự chuẩn bị chu đáo sẽ khiến cho họ tự tin và chiếm được cảm tình từ chàng trai trẻ. Ngoài ra, phụ nữ lớn tuổi thường rất cẩn trọng nên sẽ luôn có sự tỉnh táo nhất định để thực hiện các biện pháp ngừa thai hiệu quả. Mà đàn ông thì tất nhiên là thích làm chuyện đấy khi không phải bận tâm đến không gian xung quanh hay các biện pháp phòng tránh thai, đúng không nào? Lý do thứ ba, phụ nữ lớn tuổi có kỹ năng giường chiếu. Cho Thanh Hương hỏi, đàn ông có thích phụ nữ giỏi chuyện đấy không? Kỹ năng giường chiếu của người phụ nữ lớn tuổi sẽ khiến cho đàn ông có cảm giác được chiều chuộng hơn. Nhiều người đàn ông độc thân đôi khi còn tìm đến những người phụ nữ lớn tuổi trong những chuyện tình một đêm chóng vánh. Bởi không thể phủ nhận kỹ năng giường chiếu của những người phụ nữ lớn tuổi, đây là điều mà đàn ông khó lòng nhận được ở những cô gái trẻ. Những cô gái không có nhiều kinh nghiệm, chỉ nằm đơ như khúc gỗ và người đàn ông là người hoàn toàn chủ động, dẫn dắt 100% cuộc yêu thì đôi khi họ sẽ không cảm thấy kích thích và hưng phấn. Còn ở một người phụ nữ lớn tuổi thì họ có sự thấu hiểu tâm lý này, biết đàn ông thích gì khi quan hệ, chẳng hạn như thay đổi những tư thế yêu mới hoặc là được khen ngợi về bản lĩnh phái mạnh. Và khi quan hệ với một người phụ nữ lớn tuổi thì đàn ông có cảm giác như là đang bước vào một cuộc chơi đầy kịch tính với một đối thủ đáng nể. Lý do thứ tư, đàn ông thích quan hệ với phụ nữ lớn tuổi vì cô ấy tận hưởng khoái cảm thể chất. Trong khi các cô gái trẻ thường kỳ vọng đàn ông phải bày tỏ tình cảm lãng mạn trên giường, thì phụ nữ lớn tuổi lại thích tận hưởng khoái cảm thể chất nhiều hơn. Trong những mối quan hệ nghiêm túc, phụ nữ lớn tuổi thời hiện đại cũng không còn quá bảo thủ hay rụt rè như khi còn trẻ. Họ có thể thoải mái trải nghiệm chuyện ấy mà không dè dặt hay xấu hổ nữa. Đàn ông yêu phụ nữ lớn tuổi cũng chính bởi cái phong thái điềm tĩnh này. Lý do thứ năm, phụ nữ lớn tuổi biết cách đạt khoái cảm. Đối với những cô gái lần đầu làm chuyện ấy thì khoái cảm và cảm giác lên đỉnh nó làm cái gì đó rất mơ hồ. Đàn ông nhiều khi muốn đem lại khoái cảm cho người mình yêu nhưng cũng cảm thấy thật khó khăn, nhất là những cô gái lúc nào cũng chỉ nằm yên như khúc gỗ để mặc cho chàng thích làm gì thì làm. Nhưng đối với một người phụ nữ lớn tuổi, khi mà họ hiểu cơ thể của mình muốn gì, họ chủ động kích thích những vị trí nhạy cảm và tinh tế dẫn dắt đối phương đến những nơi mình muốn để cả hai có một cuộc yêu thật thăng hoa, thì họ có thể dễ dàng đạt được khoái cảm. Và nhiều người phụ nữ lớn tuổi, họ còn thỏa mãn về mặt cảm xúc nhiều hơn là về mặt thể chất, nên không khiến cho đàn ông bị áp lực. Lý do thứ 6, phụ nữ lớn tuổi thật sự yêu cơ thể của mình. Cơ thể phụ nữ lớn tuổi thường đầy đặn với những đường cong mềm mại, mang đến sức hấp dẫn giới tính rất lớn. Vẻ đẹp này khó cưỡng nhất là khi cô ấy luôn tự tin trong những bộ đồ ngủ quyến rũ xuyên thấu hay dịu dàng nằm ngủ mà không cần mặc quần áo sau cuộc yêu.
Người phụ nữ quyến rũ có thể nhờ vẻ đẹp hình thể với bờ môi mọng, đôi gò bồng đảo nở nang hay vòng eo thon thả. Thế nhưng, người phụ nữ thực sự yêu cơ thể của mình mới mang lại sức hấp dẫn đặc biệt khi cô ấy không hề ngần ngại trút bỏ xiêm mi trước bạn tình. Và người phụ nữ lớn tuổi còn biết cách gợi ý để đàn ông biết phụ nữ thích gì và cần gì khi quan hệ. Vậy làm thế nào để luôn giữ được phong độ đỉnh cao ở mọi độ tuổi? Chắc chắn là phải có bí quyết. Các bạn có thể sử dụng Man Bất Gôn với sự kết hợp của rất nhiều loại cao thảo dược quý hiếm như dâm dương hoắc, bá bệnh, bạch tật lê, ba kích, nấm tỏa hương, sâm cau, đông trùng hạ thảo, hàu hay nhung hiêu, có tác dụng bổ thận tráng dương, giúp nam giới cải thiện thời gian cuộc yêu theo mong muốn, có thể là 20-30 phút. Đối với những nam giới mặc dù còn đang trẻ tuổi nhưng vì công việc hay bị áp lực stress, có những thói quen tác động làm suy giảm chức năng sinh lý, thì đây là giải pháp vô cùng tuyệt vời để bổ sung và phục hồi sức khỏe. Đối với những nam giới đang bước vào giai đoạn thoái trào, mãn dục, thì đây là giải pháp giúp cậu nhỏ sung mãn, luôn đạt được kích thước tối đa khi bước vào cuộc yêu, cậu nhỏ cương cứng lâu hơn, không còn gặp tình trạng bị xìu giữa chừng. Đặc biệt là sau cuộc yêu thì tinh thần vẫn cảm thấy rất thoải mái, cơ thể khỏe khoắn, sung mãn và thời gian phục hồi lấy lại phong độ nhanh hơn. Đối với những nam giới đang trong độ tuổi sinh sản thì đây là giải pháp giúp tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, tăng tỷ lệ tinh trùng sống, tinh trùng khỏe mạnh, bơi nhanh, tăng tỷ lệ thụ thai. Lý do thứ 7, phụ nữ lớn tuổi sẽ sáng tạo hơn trên giường. Với sự từng trải, phụ nữ lớn tuổi nhận ra chuyện ấy là một chìa khóa để giúp giữ lửa tình yêu, hôn nhân. Họ biết mình nên nói gì, những điều đàn ông thích khi làm chuyện ấy và luôn tìm cách để hâm nóng cuộc yêu bằng những tư thế biến thể mới lạ, chứ không chỉ đơn giản là trả bài. Và chắc chắn, một cuộc yêu khi có sự chủ động sáng tạo của cả hai bao giờ cũng để lại những giây phút cuồng nhiệt và khó quên. Lý do thứ 8, người phụ nữ lớn tuổi có thể nổi loạn bất ngờ. Khi quan hệ với người phụ nữ lớn tuổi, cô ấy có thể khiến đối tác bất ngờ với bản năng hoang dã, rất khác với tính cách hàng ngày. Một trong những kiểu phụ nữ đàn ông thích chinh phục là phụ nữ bí ẩn với những nét tính cách táo bạo. Đặc biệt, đàn ông có xu hướng tìm đến, chinh phục những người phụ nữ lớn tuổi vừa thành đạt lại vừa giỏi chuyện ấy. Cô ấy có thể khép kín vào ban ngày nhưng lại nổi loạn vào ban đêm. Thanh Hương chia sẻ về chủ đề này không phải là để ủng hộ hay cổ suý cho mối quan hệ một chàng trai trẻ và một người phụ nữ lớn tuổi, thế nhưng cũng không phản đối hoàn toàn. Bởi nếu cả hai đang ở tình trạng độc thân và họ thật lòng dành tình cảm cho nhau, thấu hiểu nhau, chứ không phải là mối quan hệ lợi dụng về vật chất hay về một vấn đề gì đó, thì việc họ đến với nhau hoàn toàn không vi phạm pháp luật hay đạo đức. Chúng ta tâm sự về chủ đề này để biết thêm một góc độ nào đó trong lĩnh vực tâm lý, tình dục học, cuộc sống là muôn hình vạn trạng đúng không nào? Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích thì hãy like và chia sẻ thật nhiều, đồng thời nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thanh Hương ra thật nhiều video hơn nữa. Và nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, Thanh Hương sẽ tiếp thu và làm video giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.